Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và sa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Con xin thay mặt đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng ngà như sen trong nước minh quang luôn chờ trâu mọc đặng nhờ ánh sáng trâu ha lành rai tàn mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng tịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ, trước khi con thỉnh thượng tọa Pháp Thanh lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Dạ, con thấy sư chát lên, con tưởng con đã sai, nhưng mà con không có sai, mà do chắc cái máy của sư nó hơi lúng cúng chút sao á, nên con hết hồn. Dạ, con xin được đọc bài học ngày hôm nay. Dạ, đúng rồi. Dạ, con tri ân sư. Bài học ngày hôm nay, Tương Ưng Kinh Samyutta Nikaya chương 1, Tương Ưng Chư Thiên phẩm 5, Thiêu Trái bài 9, Sang Tham. Dạ, con hết hồn, con thấy sư chắc lên, con tưởng con đã sai rồi. Dạ. Ở đời kẻ sang tham keo kiết hai khước từ tạo nên những chướng ngại ngăn kẻ khác bố thí. Đời này và đời sau quả báo họ là gì? Chúng con đến tại đây chính muốn hỏi Thế Tôn, chúng con muốn được biết Thế Tôn đáp thế nào. Thế Tôn, ở đời kẻ sang tham keo kiết hai khước từ tạo nên những chướng ngại ngăn kẻ khác bố thí, bị tái sanh địa ngục, bàn sanh dạ ma giới. Nếu được sanh người, sanh gia đình nghèo khó, y thực dục hỷ lạc, họ được rất khó khăn. Điều kẻ ngu ước vọng, họ không thâu hoạch được. Quả hiện tại là vị, đời sau sanh ác thú, vị thiên. Nhờ những
Điều Ngài nói, chúng con được hiểu vậy. Tôn giả Gotama, con xin hỏi câu khác. Ở đây được thân người từ tốn không sang tham, tin Phật và chánh pháp, cùng tôn trọng chúng tăng đời này và đời sau. Quả báo tôn trọng chúng tăng đời này và đời sau, quả báo họ là gì? Chúng con đến tại đây chính muốn hỏi Thế Tôn, chúng con muốn được biết Thế Tôn đáp thế nào. Thế Tôn, ở đây được thân người từ tưởng không sang tham, tin Phật và chánh pháp, cùng tôn trọng chúng tăng, họ chói sáng chư thiên, tại đấy họ tái sanh. Nếu họ sanh làm người, họ sanh nhà phú gia, y thực dục hỷ lạc, họ được không khó khăn, như các tự tại thiên hân hoan được họ hưởng. Giữa vật dụng tài sản được người khác quy tụ, quả hiện tại là vậy, đời sau sanh thiên giới. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được hiểu bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Gà Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đọc phần chánh kinh. À, hồi nãy thì đánh nó không biết làm sao mà nó chạy mất tiêu, không có thấy đường, thấy xá gì hết. Rồi đánh cái số thì nó nhảy cũng lung tung. À, rồi tùm lum tùm la hết. À, xin quý vị cũng quan hỷ thông cảm cho. À, bữa nay là học cái phần số 9 là mã sang tham. À, cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất là nhiều. Và bây giờ trước khi vào chia sẻ Phật pháp, giải thích về cái lời dạy của Đức Phật, thì xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo phương lương dược ngăn trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc Thánh Tăng và Hàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên nhân loại. Do phước tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Vậy thì trong cái câu thứ 9 này, sang tham, thì ở đây nó có hai câu hỏi của các vị chư thiên. À, cái câu thứ nhất là những cái người mà ở đời sống họ sang tham keo kiết, ngăn bản thân họ không bố thí rồi mà còn ngăn người khác bố thí, thì cái vị chư thiên này hỏi cái quả báo đó, cái quả báo cho cái những chúng sanh mà làm những cái chuyện bất thiện như vậy đó, thì quả báo như thế nào? Thì Đức Phật mới trả lời là những người mà sang tham keo kiết, bản thân họ không tạo phước rồi mà họ còn ngăn trở
à, những người khác tạo phước, thì những chúng sanh này sẽ đi đến những cái cảnh giới không có được tốt đẹp, rơi vào những cảnh giới khổ đau, địa ngục này, tàn sanh, dạ ma, tức là ngạ quỷ. Khi mà những chúng sanh này nếu mà sanh làm người đó, thì sanh ở những cái gia đình nghèo khó, những cái dòng tộc hạ tiện, rồi trong đời sống thì những cái món vật dụng nhà như là y phục hay là quần áo, thực ở đây là vật thực đó, thức ăn, rồi là những cái dục ở đây là những cái món vật dụng ở trong thế gian, hay là những cái sắc thinh vị xúc, thì cái những cái chúng sanh này là không có được, hay là những cái trạng thái an lạc thì không có được. Chúng sanh này phải sống thiếu thốn những cái vật dụng trong đời sống, rồi một cái đời sống khốn khó khổ đau. Rồi cái đoạn thứ hai á, thì cái vị chư thiên mới nói lên là mới hỏi một cái câu thứ hai là ở đây được thân người từ tốn không sang tham, tin Phật và chánh pháp cùng tôn trọng chúng tăng, đời này và đời sau quả báo họ là gì? Đó. Thì ở đây á, là cái câu hỏi thứ hai á, nếu mà cái người này đó có cái tánh hay rộng lượng bố thí, rồi có cái niềm tin, có niềm tin nơi Tam Bảo, thì cái người này sẽ được cái quả báo gì? Như Đức Phật mới trả lời, nếu mà cái người mà có cái tánh rộng rãi, không sang tham và biết bố thí, mà có cái niềm tin ở trong Tam Bảo, rồi những cái chúng sanh này làm được nhiều những cái việc thiện lành, gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, thì như vậy á, những chúng sanh này đó sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp, những cảnh giới của chư thiên, của phạm thiên. Rồi nếu mà chúng sanh này mà sanh làm người đó thì sao? Thì họ sanh vào những cái dòng tộc cao quý, có địa vị, có tài sản, luôn luôn những cái y phục vật thực, rồi những cái năm món dục lạc ở trong thế gian, hoặc là cái trạng thái an vui, thì những chúng sanh này có được đầy đủ. Hoặc là Đức Phật so sánh giống như những chúng sanh này đó, do cái phước của họ đã làm, thì dầu cho ở cõi chư thiên hay là cõi người, họ cũng có đầy đủ các phước báo giống như là những chúng sanh ở cõi trời. Những chúng sanh mà tu tập tạo được nhiều thiện sự, khi mà những cái vị chư thiên ở trên cõi trời đó, thì người ta đâu phải đi làm lụng vất vả giống như ở cõi nhân loại. Nhưng mà khi mà người ta có cái khởi lên cái ý muốn cần cái gì, thì do cái phước quá khứ mà người ta đã từng tu tập, từng làm những cái thiện sự, từng gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, cho nên đến cái lúc mà nó hưởng quả, thì mỗi khi mà cái vị chư thiên này đó tắc ý muốn có một cái gì, thì những cái vật dụng đó liền xuất hiện ở trước mặt cho vị đó sử dụng. Như các tự tại thiên
Thì cõi hay là cái những cái vị chư thiên ở cõi tha hóa tự tại, thì những chúng sanh này được hưởng cái phước báo đó, không hưởng được những cái dịch dụng một cách không khó khăn. Rồi nếu mà những cái chúng sanh đó mà sanh được làm người thì sanh những cái dòng tộc cao quý, có đầy đủ những cái tài sản, mà khi mà họ thụ hưởng là do cái nhân, cái duyên họ đã tạo trữ từ quá khứ, mở rộng vòng tay và bố thí đến những người bần cùng neo đơn, cúng dường đến Tam Bảo. Thì Đức Phật đã giải thích cái câu hỏi của các vị chư thiên. Thì Đức Phật nói ở trong thế gian này có những hạng người, có những hạng người thì họ sống kèo kiết bỏng sẻn. Những hạng người này dù có mở lên cái lời nhờ họ giúp đỡ, họ cũng không bao giờ giúp đỡ, họ không bao giờ chia sẻ là giúp đỡ ai, cho ai một cái gì của họ đó. Rồi cái hạng thứ hai đó thì họ khi nào mà có ai lên tiếng muốn họ giúp đỡ thì họ sẵn sàng họ giúp đỡ. Rồi cái hạng thứ ba đó thì những cái người này đó họ sẵn sàng cho ai những cái gì mà người họ lên tiếng họ cần. Rồi cái hạng thứ tư đó là dù cho có sinh hay là không có sinh, có lên tiếng hay không có lên tiếng, họ cũng sẵn sàng họ hỗ trợ giúp đỡ. Với khi mà họ thấy những người khác cần thì họ tự động họ sẵn sàng họ giúp đỡ. Thì trong đời sống á, là có bốn hạng chúng sanh. Cái hạng chúng sanh thứ nhất là cái hạng mà gọi là quá keo kiết bỏng sẻn á, thấy không, họ không bao giờ họ cho ai một cái vấn đề gì, một cái vật gì, đến nỗi mà chính bản thân họ sử dụng cho họ đó, họ cũng không dám nữa. Đó. Rồi một hạng chúng sanh á là họ chỉ biết họ sử dụng cho bản thân họ thôi, họ có biết giúp đỡ ai đó. Rồi cái hạng thứ ba đó là sẵn sàng nếu mà ai lên tiếng cần thiết giúp đỡ cho họ thì những người này họ có thể họ giúp đỡ. Còn cái hạng thứ tư á là bây giờ xét thấy cái việc đó là cái người này chắc là đang cần đó, thì họ sẵn sàng họ giúp đỡ. Cho nên á là cái hạng thứ nhất, hạng thứ hai thì quý vị đừng có bao giờ biết những cái người mà cái tánh ý họ như vậy rồi đó, đừng bao giờ lên tiếng. Có lên tiếng họ nhờ họ giúp đỡ đi chăng nữa họ không có giúp đâu. Rồi thêm phiền phức. Cho nên mà với hai cái hạng người đó thôi, mình đừng có mong gì hết đó. Rồi cái hạng thứ ba đó thì có khi á mình cần thiết á mình lên tiếng thì người ta có thể người ta hỗ trợ, người ta giúp đỡ mình. Còn đối với những chúng sanh mà hạng thứ tư thì người ta có cái tấm lòng rộng rãi, cái bàn tay rộng mở, bất cứ đối với những người nào mà họ xét thấy là biết là những người này trong cái hoàn cảnh khó khăn, dù có mở lời hay không mở lời, họ cũng sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ. Rồi họ có cái sự niềm tin trong Tam Bảo, có sự
tôn kính đối với Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thì những người này đó, khi mà thân hoại mạng chung, nếu mà họ sống đầy đủ với những cái thiện sự đã tạo được, thì họ sẽ đi đến những cái cảnh giới an vui, được tái sanh ở những cõi chư thiên để hưởng được những cái thiên súc thiên lạc ở cõi trời. Hoặc là nếu mà tái sanh làm người thì ở những cái dòng tộc cao quý, có đầy đủ tài sản, có địa vị, rồi có hưởng thụ những cái an vui của nhân giới. Thì đó là cái đại ý chính ở trong cái đoạn kinh thứ 9 này. Thì quý vị thấy rằng đó, người ở thế gian thì khi mà người ta khổ đau, người ta hay quán trách, người ta trách móc, là nhiều khi là ông trời ở không công bình, sao mà người giàu giàu quá còn người nghèo nghèo quá, hay là hoặc là những người họ không hiểu biết cái lý nhân quả, rồi họ buồn rầu khóc lóc uất ức khóc than do cái số phận, do đấng thượng đế định đặt cái thế này thế khác. Nhưng mà sự thật ra quý vị thấy rằng sao, cái khổ hay là cái lạc ở thế gian không ai ban phát mà cũng không ai trừng phạt. Đó, qua cái câu số 9 này chúng ta thấy rằng chính mình quyết định cái số phận, quyết định cái tương lai, quyết định cái con đường đi tái sanh của chính mình, chứ không có đấng thần linh, không có đấng thượng đế, không có ông trời nào mà quyết định được. Nếu mà chúng ta sống với vô minh phiền não, rồi chúng ta không làm những cái điều lành, mà còn sao, còn cản trở, còn xúc xỉm, còn ngăn cản những người khác họ làm điều lành điều thiện, thì sao, thì mình sẽ đi đến cái khổ đau. Còn nếu mà chúng ta sống với hiểu biết, với trí tuệ, chúng ta biết xả tài, chúng ta biết hỗ trợ bố thí những người khác, chúng ta biết giúp đỡ đến những người khổ đau bằng cùng neo đơn, rồi chúng ta biết cung kính Tam Bảo và làm thật nhiều những cái điều lành, những điều thiện, như là những cái thập hạnh phúc, hay là thực hành theo lời dạy của Đức Phật trong bài kinh 38 điều hạnh phúc. Thì như vậy đó, những chúng sanh này sao, tạo cái con đường đi đến những cái cõi vui, tạo cái con đường sáng lạng tốt đẹp trong cái ngày tương lai cho chính mình. Thành ra đó, khi mà chúng ta tạo trữ những cái phước báo, những cái điều lành này đó, thì sao, do mình lựa chọn, do mình quyết định, do đó đó, khi mà chúng ta hiểu biết được cái lý nhân quả, định luật nghiệp báo, thì chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh khốn khó, thì chúng ta cũng không uất ức than trách, tại mình mà hồi đó mình không làm thì bây giờ mình phải chịu, mình gieo những cái bất thiện thì bây giờ mình phải chịu khổ đau. Và khi mà chúng ta được
cái hoàn cảnh hanh thông à, tốt đẹp thì mình cũng không có tống cao ngã mạn, tự phụ kiêu căng à, mình biết à, đến lúc những cái chủng tử, những cái nhân thiện mà mình gieo trồng đến lúc nó cho quả à, bây giờ mình sống trong cái sự hanh thông tốt đẹp, có tài sản à, sức khỏe à, thân thể an lạc, như vậy là cũng tốt. Nhưng mà mình phải biết à, bây giờ nếu mà mình không tiếp tục mình tạo trữ những cái công đức phước báo á, thì sao? Thì mình đến một lúc nào đó à, cái quả báo nó hết thì mình sẽ rơi vào cái trạng thái à, khổ đau. Cho nên á, chúng ta sống với trí tuệ à, chính mình à, quyết định cho đời sống hiện tại và tương lai của chính mình à, do đó mình là cái người mà quyết định cái số phận của mình, chứ không có ai, cũng ai định đặt à. Để chúng ta hiểu biết như vậy mà chúng ta à, có sự nỗ lực à, tạo thật nhiều cái thiện sự à. Thành ra đó à, khi mà người ta không biết à, thì người ta à, lăng xăng à, đi phải đi sửa sắc đẹp à, thế này thế khác. Nhưng mà tại vì cái dung sắc này đó à, nó đã được quyết định từ quá khứ rồi à, những người mà à, làm những cái nhân không tốt đẹp à, những cái tác ý không tốt đẹp, những người mà tác ý à, thường hay sân hận à, sang tham bỏng sản à, là sao? Là họ gieo trồng những cái nhân xấu à, là nói là tạo những cái nghiệp à, nhân nghiệp đen à, thì không làm sao mà nó trắng được à. Quý vị thấy mà có cái trường hợp mà như là Michael đó à, anh ta sanh là những người da đen, nhưng mà nó muốn trở thành người da trắng à, đi thay da cho cái khuôn mặt cho nó trắng, nhưng mà sao cái phước nó không có được à, đó. Thay vì chấp nhận để mình biết mình à, sửa đổi từ cái nhân à, mà không biết đi sửa đổi cái quả, làm sao sửa đổi được không? Đó, cho nên á bây giờ mình biết à, kệ đó, tại vì tôi hồi đó tôi không vô minh phiền não chi phối, tôi làm những cái điều bất thiện à, cho nên bây giờ á à, cái thân hình nó không có được trọn vẹn đẹp đẽ à, cái da nó không có được sáng nữa. À, rồi cái mũi thì nó sắp thấp tè à, rồi cái gì nó cũng xấu à, ha. Thì bây giờ á, chúng ta thay đổi từ đâu? Thay đổi từ cái tâm của mình à, mình phải à, sống với tâm từ, mở rộng quan hỷ đối với tất cả mọi người à, không có sân hận bực bội à, không có sang à, keo kiết à, mà phải sống có sự à, giúp đỡ tốt đẹp đến mọi người bằng giúp, có khi giúp đỡ bằng công à, có khi giúp đỡ bằng hiền tài vật vân vân à. Thì khi mà chúng ta sống trong cái à, tâm tư như vậy đó thì tất nhiên cái dung sắc nó sẽ đẹp đẽ à. Chúng ta làm những cái gieo trồng thật nhiều à, những cái nghiệp trắng à, thì chắc chắn là nó sẽ cho quả trắng à. Ra quý vị thấy á à, hồi đó còn nhỏ cũng có bài hát à, người ta hồi đó nó chế cái bài, sáng tác cái bài hát đó à, à,
gì thì để sư nhớ lại chút. Giống trắng khôn ngoan, giống đen khờ dại, còn giống da vàng cũng hơi khắc khá. Hồi đó sư nghe mấy ông cụ già mới ngồi uống trà rồi uống ca cái bài đó đó, thì quý vị thấy rằng á, chính cái sắc diện đó nó cũng nói lên cái phần nào về cái phước của một chúng sanh đó, thấy không? Bây giờ quý vị thấy rằng những cái người mà da trắng đó, dù cho họ có nghèo khổ, họ bần cùng họ đi ăn xin ăn mại gì đó, thì cái dung sắc họ cũng tốt đẹp, phải không? Còn cái người mà da đen á, quý vị thấy không, dù là họ là vua chúa nhưng mà nhìn họ không có được đẹp đẽ, thấy không? Đó, thành ra đó mình thấy đó, chính cái hình dung sắc bên ngoài nó cũng nói lên cái phần nào cái nghiệp của chúng sanh đó, thấy không? Đó, cho nên đó, là chúng ta hiểu biết như vậy, chúng ta đừng có sửa đổi cái quả, cái quả nó như vậy rồi mình đừng có sửa đổi gì hết đó, mình càng sửa đổi đó, là mình càng khổ thêm. Cho nên bây giờ sửa đâu? Sửa cái nhân đó. Thành ra đó, tu tâm đó. Thành ra hồi đó hoài ngày Cố Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Lạc, ngài cũng nói mình sửa cái tâm của mình này, chứ mình đừng có lăng xăng để sửa cái quả, nó không được cái gì hết đó. Đó, tại vì cái tâm của mình á, Đức Phật dạy nhau, tại vì cái tâm của mình từ vô thủy nhiều đời nhiều kiếp, nó bị vô minh phiền não bao phủ, cho nên mình cứ tạo những cái bất thiện nghiệp không à. Do sang tham keo kiết bỏng sẻn, do sân hận si mê, cho nên bây giờ đó là mình phải chịu khổ. Rồi Đức Phật cũng nói, thấy không? Bệnh chỗ nào phải sửa chỗ đó, chứ còn bệnh ở trong cái tâm mà đi sửa cái sắc bên ngoài thì nó đâu có hiệu quả. Cho nên á, bây giờ nếu chúng ta muốn mai mốt mình đẹp đẽ nè, dung sắc xinh đẹp tốt tươi nè, có tài sản có đầy đủ đó, thì mình phải gieo trồng ngay bây giờ, mình sửa đổi ngay bây giờ, mình mở rộng vòng tay rồi là bố thí giúp đỡ, thì chúng ta được cái phước vật, rồi chúng ta cung kính, chúng ta giữ giới, chúng ta phục vụ thì sao, có được cái phước đức, rồi chúng ta cố gắng nỗ lực tu học, thực hành thật nhiều những cái thiện sự, thì chúng ta có gì, cái phước trí đó. Cho nên á, mình muốn có phước nào thì mình phải dung bồi cái phước đó, ví dụ như bà hoàng hậu Anucha đó, trong kiếp quá khứ bà ông chồng bà làm phước dữ lắm, nhưng mà ông còn phân biệt, ông ta không cho người nữ làm, ông bà này bà cũng có trí tuệ, bà mới kêu cái ông thợ mộc á, ông chồng với những cái người cận sư nam trong làng làm cái pháp đường để thỉnh Đức Phật về thuyết pháp, nhưng mà không có cho người nữ hùng phước vô, ta mới thỏa thuận với cả ông thợ chánh á, tạo một cái đỉnh nhọn để mà gắn ở trên cái pháp đường đó. Thì quý vị biết là ví dụ như cái ngôi nhà bát giác hay lục giác gì đó, nó phải có cái đỉnh ở trên đó, chạm khắc cái gì đó để gắn ở trên đó,
thì bà mới đưa tiền cho ông cái thợ, ông thợ chính mà quản lý cái xây dựng cái pháp đường đó đó, chạm khắc cái đỉnh rồi giấu một chỗ đó. Cái bắt đầu lo làm công chuyện, ông chồng cũng quên đi. Tới chừng mà ngày mai là khánh thành rồi, ngày mai là thỉnh Đức Phật và chư tăng về để thuyết pháp rồi, mà bây giờ cái đỉnh ở trên cái pháp đường mà chưa có, cái ông chồng quýnh quán hết trơn rồi, bây giờ làm sao, cho kịp. Thì bắt đầu ông này cũng nói chứ tôi biết có một người có, bây giờ nếu mà ông năn nỉ, đi, người đó họ sẽ hùng phước họ cúng dường cái đó. Thì bây giờ á, đến phút cuối rồi, ngày mai khánh thành rồi, bây giờ không có để gắn lên làm sao, nó thành tựu. Cho nên là ông ta phải chịu phép, phải đồng ý cho bà vợ hùng phước cái đỉnh của cái ngôi pháp đường. Thì cái bà này, cái bà vợ á, bà biết ngày mai á, là bà dâng cúng đến Đức Phật á, và chư tăng, dâng cúng đến Đức Phật một bộ y, rồi dâng cúng đến chư tăng một bộ y, rồi trong cái bộ y á, bà để cái cành hoa anucha. Thì cái hoa anucha này đó, cái màu nó rất là đẹp, nó không vàng quá, mà nó cũng không đỏ quá, tức là nó có màu nó hơi cam cam vừa vừa đó. Rồi bà sao bà ước nguyện á, là do cái thiện sự này đó, mai mốt cái làn da của bà đẹp giống như là cái cành hoa anucha đó. Đó, cho nên á, là với cái thiện sự mà bà ta làm như vậy á, trong nhiều kiếp bà ta ở cõi trời, và đến kiếp cuối cùng thì bà ta sanh ra sao là hoàng hậu, và có một cái làn da từ mới sanh ra là cái làn da bả như vậy rồi, cho nên là người ta đặt bả là Anucha luôn đó. Thành ra đó, muốn đẹp muốn xinh thì gì, dân cúng bông hoa. Thành ra ta nói là khi mà dân cúng bông hoa thì cho sắc đẹp, dân cúng vật thực thì cho sức mạnh, dân cúng đèn đuốc thì cho mắt sáng, dân cúng xe thuyền thì cho sự an vui, dân cúng thuốc men thì tránh được ốm đau bệnh tật, có sức khỏe đó. Thành ra đó, ở trong kinh đó, thì Đức Phật đã dạy rất là đầy đủ, nhưng mà sao mình muốn thực hành, mà chạy lăng xăng đi vô thẩm mỹ viện, sửa mũi sửa má hút mỡ bụng con kia, mình cứ lăng xăng mình đi đó sửa cái quả mà. Bởi người ta nói sao, Bồ Tát thì sợ nhân mà chúng sanh thì sợ quả. Đau nằm ở trong giờ thương, đau đớn quằn quại, trời ơi đau quá đau quá, cầu xin Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Rồi mã hết bệnh đi về về nhà rồi thì quên, lăn xăng lo lo cho bản thân, lo cho chồng, lo cho vợ, lo cho con, lo cho cháu, đủ thứ chuyện mà không có lo làm phước. Rồi hả mà thấy thì quên đi những cái thiện sự. Rồi tới chừng khổ đau thì nằm ngồi đó khóc lóc rên xiết khóc than. Cho nên á, trong đời nhiều kiếp, Bồ Tát tạo nhân, mình muốn tránh quả thì mình phải tạo nhân chứ, đừng có đợi tới mà cái quả nó trổ rồi ngồi đó khóc than không có được. Thành ra đó, chúng ta phải hiểu biết đó, để mà chúng ta quyết định cho cái tương lai của mình, quyết định cho cái số phận của mình. Mình muốn được an ổn thì mình phải gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp. Mình muốn có trí tuệ thì mình phải học hỏi pháp, rồi phải hành thiền,
thiền định, thiền tuệ nè. Rồi mình muốn có được cái giới hạnh tốt đẹp thì mình phải giữ giới, mình phải có sự cung kính, mình có sự phục vụ đó. Rồi nếu mà mình muốn có được tài sản thì mình phải phải mở rộng vòng tay, phải bố thí giúp đỡ người khác, đó, cúng dường tam bảo, xây chùa, tạc tượng, đúc chuông, đó, đó, thành ra đó, mình muốn cái gì thì phải trồng cái đó, mình gieo trồng cái đó, không? Ngày sáng đầu hấp, ngày một tuần liên, muốn trở thành những cái vị đại đệ tử, bên tay mặt bên tay trái của Đức Phật, thì trong quá khứ 2000 tạo trữ biết bao nhiêu công đức mới được cái quả trong ngày hiện tại Đức Phật Gotama là những cái vị đại đệ tử. Ngài Kiều Trần Như, ngài muốn là cái người mà đầu tiên hiểu biết chánh pháp của Đức Phật. Cho nên ngài cũng trong nhiều đời nhiều kiếp ngài tạo trữ công đức phước báo, lúa mới vừa ngậm sữa thôi, lúa mới vừa ngậm sữa thôi là ngài cắt mớ đem về giả dắt dắt cái nước để dâng cúng đến Đức Phật và chư tăng trong thời quá khứ. Rồi lúa vừa mới có cái non đó là ngài đã đem về, ngài cắt đem về rang, ngài giả làm cốm để dâng đến đến Đức Phật và chư tăng. Rồi lúa vừa chín, lúa vừa chín thôi là ngài đem về xay, giả nấu cơm dâng cúng đến Đức Phật và chư tăng. Tất cả những cái gì mà trái cây đầu mùa gì đó là ngày ngày dâng đến Đức Phật và chư tăng trong thời kỳ quá khứ đó. Cho nên á, ngài mới được cái hạnh nguyện, cái công hạnh của mình, cái ước muốn của mình, cái ước mơ của mình, mình phải làm, mình phải làm mới đạt được. Chứ còn mình ngồi đó, mình ngồi đó mình mơ mình ước thì không có ai, không có tự nhiên ở đâu mà trên trời nó rớt xuống được, thấy không? Thành ra đó, mình mong muốn cái gì thì mình phải làm. Bây giờ trời ơi, muốn có bình trà uống quá thì sao? Thì phải đi kiếm nước. Rồi kiếm nước có cái bình, nấu nước. Nấu nước thì phải cái gì? Có củi. Củi nấu nước sôi lên rồi đó thì sao? Phải có trà bỏ vô thì mới có ly nước trà uống. Ngồi đó mà mơ ước, nói trời ơi bây giờ cũng thèm miếng nước trà quá. Mà cứ ngồi đó mà ngồi mơ ước, mơ ước không á thì không có khi nào mà tự nhiên mà có ly nước trà mà đến với mình. Ngoại trừ ra ví dụ như mà quá khứ mình đã từng tạo phước vậy đó, không? Quá khứ mình từng tạo phước rất là nhiều, cho nên bây giờ á, có nhiều khi á, mình ngồi mình ước, thì có nhiều khi có ông sư bạn nào á, ông nghĩ tình cũng mời qua uống trà, hoặc là ông đem qua mình cũng cho mình ly với trà, phải không? Thành ra đó mình phải có phước thì mình mới có. Chứ còn mà mình cứ ngồi đó mình giảng giải cầu xin, ước mơ cầu khấn thì không có thể nào mà có được. Còn khi mình có phước rồi đó thì tự nhiên mình khởi lên, mình cần cái gì đó tự nhiên có người ta giúp đỡ, có người ta cho. Còn mà mình không có phước rồi thì đừng có mơ, đừng có mơ tưởng mắc công lắm. Đó, thành ra đó chúng ta phải hiểu biết cái lý nhân quả, cái định luật của nghiệp báo,
để chúng ta không uất ức buồn rầu khóc than khi khốn khó, mà cũng không tự hào cống cao ngã mạn khi mà mình được cái phước. Mình biết nhân quả do đâu mà bây giờ quả nó đến. Rồi bây giờ mình hiểu biết với trí tuệ, thì bây giờ mình cần cái gì, thì mình sẽ tạo, mình gieo nhân những cái chủng tử đó để mà chúng ta có được. Ví dụ như ngài Kiều Trần Như, ngài chỉ mong cầu là cái người đầu tiên hiểu biết được chánh pháp của Đức Phật. Còn á, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài muốn làm cái thượng thủ thinh văn đệ nhất về trí tuệ, thì sao? Thì phải học nhiều, học nhiều, nghe nhiều, phải sử dụng trí tuệ vào mọi cái vấn đề xảy ra. Đó. Rồi sao mới có được cái tứ vô ngại giải. Bây giờ á, mình muốn rành rẽ về cái từ ngữ, phải học từ ngữ, cái vốn từ cho nó thiệt nhiều. Thì khi mà mình nói chuyện, mình sử dụng á, cái ngôn từ mình nó mới có nhiều, nó để mình nói chuyện được. Rồi mình phải muốn người ta hỏi mình, mình muốn giải đáp được thì mình phải hiểu biết cái ý nghĩa cho nó rõ ràng. Mình nắm vững từ cái nguồn gốc, cái ngữ căn, thì mình sẽ giải đáp được. Rồi mình muốn cái gì mình phải gieo trồng cái đó. Đó, ngày Mục Kiền Liên muốn đệ nhất vị thần thông, thì sao? Phải nhập xuất thiền một cách thuần thục mới luyện được thần thông. Còn mà nếu mà chúng ta ước mơ mà ngồi đó cầu khấn giáng sinh thì không có. Cho nên á, không ai cho không ai một cái gì hết á. Mình phải có sự nỗ lực, mình tạo, mình gieo trồng thì mình mới có. Mình muốn có cơm ăn, muốn có gạo tẻ thì mình gieo cái giống lúa là gạo tẻ. Mình muốn có nếp thì mình phải gieo cái giống nếp. Mình muốn ăn bắp thì mới trồng bắp. Mình muốn ăn khoai thì mới trồng khoai. Mình muốn ăn cái gì thì mình phải gieo trồng những cái đó, thì nó đến thời gian đầy đủ thì nó mới đem đến cái quả cho mình hưởng. Chứ không ai mà tự nhiên mà có được. Cho nên chúng ta hiểu biết như vậy để mà chúng ta nỗ lực tu tập, và chúng ta lựa chọn cái tương lai, cái số phận, cái cảnh giới của mình, để chúng ta đi đến những cái nơi cho được an ổn, tốt đẹp. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật trong cái đoạn kinh thứ 9 này đó, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, pháp thể ca ngang, và chúc quý tu nữ và quý Phật tử có thêm những cái kiến thức, những cái hiểu biết để chúng ta thực hành ngay trong đời sống hiện tại. Chúng ta lựa chọn cái dung sắc của mình, cái dòng tộc của mình, cái tương lai đời sống trong những kiếp sống tương lai, chúng ta đi đến những cái cảnh giới cho được an ổn, tốt đẹp. Và cũng với cầu mong cho chư thiên quan hỷ với phước báo, và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng nhau đóng góp chia sẻ hoặc là trao đổi thêm những cái kiến thức, những cái hiểu biết trong
đời sống cũng như trong sự tu tập, để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Và bây giờ thì xin nguyện bích lại Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú đành thai. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tích nước ở tỉnh thất Thiện Hữu và sư. Dạ, sư nghỉ ngơi chốc lát để con mời đạo tràng. Dạ, có... quý vị nào chia sẻ hoặc có đặt câu hỏi thì sư trở lại. Dạ, mến chào Quang Thanh và vào đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Nhật Quỳnh điểm danh nha. Đây coi coi Quỳnh Giang Nhất Hạ, Nhật Quỳnh làm thầy bói. Quỳnh Giang Nhất Hạ giờ đang làm gì nha? Dạ, đang đi rước con hay là đang làm gì đây? Để Nhật Quỳnh làm thầy bói coi. Để mà mời Quỳnh Giang Nhất Hạ. Tại vì ở trong đạo tràng này là Quỳnh Giang Nhất Hạ là hàng hiếm phải không quý vị? Quý vị có đồng ý Nhật Quỳnh không? Đồng ý là hàng hiếm, không biết là nước mắt và con tim nè. Và có công nhận là ở trong này là đúng rồi phải không? Vậy là Nhật Quỳnh làm thầy bói đúng rồi phải không? Nhưng mà chắc bây giờ là mắt rứt con rồi, không thấy nhúc nhích. Dạ, không thấy nhúc nhích. Nên thôi bây giờ Nhật Quỳnh mời Thích Kim Nhung. Kim Nhung hôm nay là đại diện đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Bây giờ sau cái bài giảng của Thượng Tọa Pháp Thanh, Kim Nhung có ý kiến như thế nào và có câu hỏi gì không? Cái gì mà trời? Một người học từ ở chùa trên trời rồi xuống chùa dưới đất, một trời cái gì? Hồng Mai có đồng ý không? Ai có đồng ý không? Thanh Hoàng có đồng ý không với Nhật Quỳnh không? Người học giỏi như vậy đó, học từ trên trời, học từ dưới đất, đó thấy chưa? Nhật Quỳnh nói là phải có căn cứ đàng hoàng chứ, giống như ngài Pháp Thanh, Thượng Tọa Pháp Thanh nói vậy đó. Mình muốn cái gì phải có căn cứ nha. Dạ, xa thứ phần tay của Kim Nhung. Dạ, mến chào Sinh Đề Men và vào đạo tràng. Mời Kim Nhung nha. Alo ạ. Dạ, em cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Dạ, chị Nhật Huỳnh mà mời thì không thể ai có thể từ chối. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, qua cái bài học ngày hôm nay thì con cũng hiểu được là chính mình tự quyết định cho mình cái cảnh giới tái sanh. Và tự quyết định cho mình cái đời sống hiện tại và đời sống tương lai. Thì hàng ngày mình phải nên thực hành 10 cái pháp của Thập Phúc Hành Tông. Và mình cũng nên thực hành theo cái 38 điều hạnh phúc mà Đức Phật đã chỉ dạy. Mình cũng phải sửa nhân chứ không có sửa quả. Còn dạ, con cũng hiểu theo cái trí văn phàm phu của con thì con cũng hiểu như vậy đó thưa sư. Dạ thưa sư, con có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ này, con kính... Thỉnh sư giúp đỡ con. Con chưa hiểu cái khúc này ạ. Dạ, ở trong cái vi diệu, trong vi diệu pháp á thưa sư, thì sau, tức là khi mà mình tử xong thì mình đi tục sanh ngay, thì ở cái lộ tâm mà sau cái lộ tái tục á thưa sư, tức là tử xong rồi lộ tái tục, rồi cái lộ kế tiếp với lộ tái tục, thì mình có 7 cái động lực tham. Thì cái động lực tham này có phải là do nghiệp đó là nghiệp mà là do nghiệp nó đưa đến, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi mình sanh, sau khi một đứa bé mà nó chào đời rồi đó thì nó khóc, nó cười, nó khóc khi nó đói hay là tã nó ướt hay là nó cười nó ăn no rồi á, thì như vậy á, cái động lực đó có phải là động lực sân và động lực tham không ạ? Và như vậy thì những cái động lực này nó cái đứa bé nó chưa có ý thức được, thì nó chỉ có là theo cái bản năng của nó,
nó đói thì nó khóc, nó đòi ăn, mà nó no nê rồi thì nó cười. Thì như vậy những cái động lực này nó có tạo nghiệp không á thưa sư? Con nhờ sư giải thích giúp con chỗ này ạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Ca Giá. Bây giờ thì giải thích theo cái diệu pháp. Thì cái kiếp sống hiện tại được chấm dứt bởi cái tâm tử, và cái kiếp sống mới nó khởi lên từ cái tâm tục sanh. Hay là người ta còn gọi là bằng những cái danh từ là cũng như là thức nối liền. Thức nối liền là cái tâm tục sanh nó nối giữa cái kiếp sống quá khứ và cái kiếp sống hiện tại. Tùy theo chỗ. Thì ở đây đó, khi mà một chúng sanh mà đã tục sanh rồi đó thì sao? Những cái nghiệp, những cái chủng tử tốt hay là những cái chủng tử xấu, nó cũng vẫn đi theo. Nhưng mà nó chưa có phát khởi lên, nó tìm miên ở cái trong cái dòng hộ kiếp phá con gá. Thành ra đó, khi mà quý vị thấy rằng cái biểu hiện cái tánh của một đứa bé đó là ngay từ khi nó còn nhỏ, cái đứa mà cái tánh mà nó tục sanh với cái tâm sân hận, cái gì nó cũng khóc, nó cũng la, no cũng la, mà đói cũng la, mà khóc đụng tới nó khóc nó la. Rồi cái đứa mà nó cái tánh mà tục sanh mà tham á, nhớ không? Quý vị thấy nó còn rất nhỏ, nhưng mà cái gì mà của nó rồi đó không ai đụng tới được đâu. Quý vị có năn nỉ kêu cho là cái gì là không không được, không được nhớ. Còn cái đứa mà cái tâm mà yếu đuối mụ lực thì nó dễ, mà thường thường mình khen trời mấy đứa này nó dễ, bỏ nó ra nằm đâu nằm đó, nó không khóc không la không gì, bởi vì cái tâm nó là thuộc về cái nặng về cái tâm si, mà nó yếu đuối mụ lực. Ai biểu sao làm vậy, ai biểu vậy cũng làm theo. Không, thành ra đó những cái này là do đâu, do cái quá khứ nó đã tạo, rồi nó theo cái dòng nghiệp lực. Còn nếu mà bây giờ á, đó là cái quả, còn bây giờ do cái tác ý trong hiện tại này mới tạo nè. Nếu mà trong đời sống hiện tại chúng ta tiếp tục bỏng sẻn tham lam, rồi sân hận, thì ở đây nó sẽ tạo cái gieo những cái nhân mới để cho những cái quả ở trong ngày tương lai. Ngày tương lai ở đây không phải là nói đợi tới kiếp sau, nhưng mà có thể ngày tương lai này một thời gian sắp tới của cái đời sống hiện tại chẳng hạn. Cho nên đó là chúng ta biết như vậy. Thành ra cái định lực nghiệp báo của Phật giáo á, nó khác với cái thuyết định mệnh ở chỗ nào? Chúng ta có thể chuyển nghiệp. Bây giờ á, khi mình tìm hiểu, mình soi rọi, mình quay lại, mình nhìn chính mình biết mình sân quá. Trời ơi, cái sân của mình nó quá là bự, nó bự gấp mấy lần cái sân bóng đá, là nó bự gấp mấy lần
cái sân ở phi trường nữa, không? Mình biết sao mình sửa đổi nhỏ nhỏ bớt đi. Mới đầu là mình cái sân sân bóng đá khổng lồ, bây giờ mình sửa lại nhỏ nhỏ thôi, cái sân sửa cái sân nhỏ nhỏ lại, cái sân bóng đá của tỉnh thôi, rồi mai mốt cái sân bóng đá của huyện thôi, cái sân bóng đá của làng thôi, đó mình sửa lại, mình sửa được nha. Rồi mình biết trời ơi, thế này khác, mình sửa dần dần nha. Thì mặc dù đó chúng ta không hoàn toàn sửa đổi được cái quả xấu nhưng mà phần nào nó cũng an ổn, và chính nhờ cái sửa này đó mai mốt cái tương lai của chúng ta nó tốt hơn chứ không phải tôi sinh ra như vậy ra tôi phải chịu hết cái kiếp sống đó, thấy không? Đó. Bây giờ á mình biết cái trí tuệ mình kém tại do quá khứ mình làm biếng dễ vui lười học mà là giỏi đi chơi thành ra bây giờ mình phải ráng bây giờ mình phải ráng mình chăm ngoan học học cho nhiều, nghe cho nhiều, suy tư cho nhiều để dung bồi cái trí tuệ thì ít ra mình không phải là cái bậc mà siêu thông minh nhưng mà điều cái mình cũng có hiểu biết mình không phải là trở thành những cái nhà bác học, nhưng mà ít ra đó, trong đời sống mình cũng biết ứng xử, cũng biết xây chuyển cũng biết xử sự đối với những cái công việc hàng ngày, thấy không? Thế còn mình nói thôi tại cái số mệnh tôi như vậy rồi, ông trời định đặt tôi là ngu ngơ thờ khạo, học hành cũng được, học cũng được gì, hành cũng được gì, ù ù cạc cạc mình buông xuôi thì sao, mình sẽ không có sự tiến bộ. Còn nếu mình biết mình cố gắng mình sửa đổi, mình cố gắng mình học hỏi thì cũng sẽ có sự tiến bộ. Quý vị thấy rồi, những cái người mà nếu mà nói trong trong ghi diệt pháp là những chúng sanh mà gọi là lạc vô nhân đó. Những người mà cái lỗ mũi, cái sống mũi nó thấp tè mà nó hơi ngơ ngơ ngáo đó là ta nói là bị đau, bị thiếu một đôi nhiễm sắc thể gì đó, thì thấy rằng nếu mà những cái đứa bé này đó mà nó chịu sửa đổi, nó ráng cố gắng học nghề thì nó cũng có thể thành đạo được đó. Những cái bây giờ họ tổ chức những cái nghề, những cái lớp dạy nghề cho những người khuyết tật đó, hay là họ dạy nhạc nè, họ dạy vẽ, dạy rồi đủ thứ nhưng mà duyên nghiệp của mỗi chúng sanh đó, những chúng sanh nào ráng học cũng vẽ được vậy nó cũng biết chơi đàn vậy nó cũng làm được nhiều những cái công việc vậy, thấy không? Còn mà cái loại mà quá tệ thì thôi nó phú thác cho số phận, nó chấp nhận cái như vậy thì nó không thể sửa đổi. Nhưng mà nếu mà mình cố gắng mình vượt lên thì chúng ta không thể hoàn toàn sửa đổi, nhưng mà ít ra nó tình trạng nó cũng tốt đẹp hơn, thấy không? Bây giờ hồi trước mình cũng là cái người bỏng sẻn, rồi cũng đủ thứ chuyện xấu xa bây giờ mình biết, giờ mình sửa đổi rồi mình không giàu, mình không trở thành cái bậc đại phú nhưng mà mình ít ra mình cũng không có quá khốn khổ, thấy không? Đó ta nói là đại phú do thiên, tiểu phú do cần
Đại Khú Do Thiên đây là ngày Pháp Lạc ngày giảng. Thiên đây không phải là ông trời, người ta cứ hiểu sai lầm. Thiên đây là cái thiên lý, ở trong Phật giáo mình gọi là cái định luật nghiệp báo đó. À, những cái người mà họ giàu có đó là sao? Tại vì quá khứ người ta đã tạo trữ rồi. À, cho nên bây giờ người ta sanh ra những cái dòng tộc cao quý, à, sinh ra là ở trong những cái gia đình đại gia tỷ phú, à, đã có cái phước, à, nó có phước nó hưởng. À, còn mấy mình bây giờ cái số phận mình, tại hồi đó mình cũng là bỏng sẻn bóng rít rồi đủ thứ chuyện, nên là giờ mình sanh ra trong cái dòng tộc mà nghèo khổ, nghèo rớt mồng tơi, nghèo ho ra bụi, nghèo lờ con mắt, nghèo thắt cù mông gì đó, phải không? Nhưng mà bây giờ mình biết, mình ráng, mình nỗ lực, mình cần kiệm, thì ít ra mình không phải là cái kẻ bần cùng, nhưng mà cũng có được đời sống, cũng được an ổn một chút, phải không? Còn á, có nhiều người họ liều mạng, nghèo rồi, bây giờ không làm thì ít mà xài thì nhiều. Làm ngày có được có 3 đồng à, mà xài xả láng 5 đồng mà mắc nợ 2 đồng. Rồi nợ đòi cái than khóc tại số phận nghèo. Nghèo gì mà nghèo hoài, làm hoài không có dư. Mình làm ngày có 3 đồng à, mà ăn to xài lớn tới 5 đồng nhưng không thiếu nợ sao được. Rồi tới chừng mà chủ nợ nó tới nó đòi thì khóc lóc than sang, thay vì biết thôi bây giờ đó mình một ngày làm 3 đồng mình xài 2 đồng thôi, còn đồng để dành, hoặc là 1 đồng đó mình đi làm phước, đó thì ít ra đó mình không có ấy đó, nhưng mà điều có cái là mình cũng đỡ đỡ. Còn tại vì mình cứ nghĩ là cái số phận tôi nghèo rồi, tại ông trời định đặt tôi nghèo vậy, giờ tôi có làm mấy đi chăng nữa cũng có giàu. Rồi cái tư tưởng đó, cái tư tưởng đó, như vậy rồi nó dẫn dắt hành động, thành ra đó thành ra nghèo cho tới chết. Chứ còn nếu mà mình sửa đổi, mình biết thì mình cũng có thể mình chuyển nghiệp, để chúng ta có được cái tốt đẹp hơn. Thì cũng xin chia sẻ với cái thắc mắc của cô Kim Nhung. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực học tập tạo được nhiều sự tiến bộ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thủ lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân tiền tòa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Kim Nhung. Và cảm ơn Kim Nhung đã hỏi câu hỏi rất là hay. Và cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Bây giờ Nhật Quỳnh làm thầy bói biết là Quỳnh Giang Nhất Hà đã xong bổn phận dưới đất rồi. Bây giờ mời Quỳnh Giang Nhất Hà có bổn phận trên trời, trên dây chùa trên trời được không? Quỳnh Giang Nhật Hà có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có 1001 lời yêu cầu kìa. Có người rất là ưu ái với Quỳnh kìa. Rồi mời Quỳnh đừng mắc cỡ gì hết. Có ý kiến như thế nào trong bài giảng ngày hôm nay? Hoặc là có câu hỏi? Rồi mời Quỳnh nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Thanh cùng quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, cái bài học hôm nay thì con thấy rất là hay, sư giảng về mấy cái nhân quả đó. Nhưng mà con thấy giống như hồi xưa ông bà cha mẹ có nhiều khi không có được không có biết về vi diệu pháp hay là biết, nhưng mà cũng có những cái lời dạy rất là hay, giống như là cứ cứ làm phước đi, rồi có đất mặc sức mà ăn,
thì con thấy nó cũng rất là hợp với những cái lời dạy trong kinh hoặc là những cái mà nhân quả mà sư mới vừa giảng hôm nay đó. Thì con rất là xa thú chứ con cũng không có câu hỏi gì lắm, mà con cũng có cái thắc mắc là nếu mà cái người đó người ta như như mà người ta mà không cái lúc mà người ta cận tử hay gì mà người ta đi xuống đó, thì thường đó là con nghe nói nếu mà đi đọa thì cái những cái phước báu nó sẽ bị bào mòn, thì rất là khó lên, nó giống giống như những cái bài kinh mà về con rùa mù rồi đó thưa sư. Thì nếu mà làm sao mà mình đâu có thể nào mà đi ngược lại những cái tiến trình của nhân quả được, thì chỉ có biết là tu hành với lại làm phước để cho hy vọng cho cái đời sống nó được tốt hơn thôi, chứ con cũng không 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 có câu hỏi gì thưa sư à. Dạ, con xin nhấn mic lại cho cô Nhật Quỳnh, hoặc là mời mời sư giảng thêm về cái phần nhân quả trong đời sống hiện tại và tương lai. Dạ, cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Chúng ta hiểu cái câu mà Đức Phật nói là khó sanh được làm người là sao? Tại vì thật sự ra đó, đa phần chúng sanh là vô minh, phiền não nó rất là nhiều, mà những chúng sanh trí tuệ á, nó rất là ít. Đức Phật đã dùng cái hình tượng so sánh chúng sanh á, giống như là cái số lông của con bò đó. Mà chúng sanh mà đạt được giải thoát, đạt đến đạo quả giống như cái sừng của con bò đó, thì quý vị thấy rằng cái vấn đề mà đạt đến đạo quả nó rất là khó, thấy không? Nhưng mà không phải là không đạt được nè. Đó, người ta nói rằng cái chuyện đó mà người ta ví như cái chuyện nó khó giống như là mò kim đáy biển hay là chuyện mà ôi mày nói cái chuyện đó giống như cò ỉa miệng da, tức là cái khi mà cái con cò mà nó ấy ra đó đâu phải là nó canh được nhưng mà đó cứ đem để nó chạy ngay chỗ đó đi ngày này cũng được qua ngày khác, tháng này cũng được qua tháng khác, năm này cũng được qua tháng năm khác, thế nào cũng có lọt vô cái chai được một ấy thôi. Nào, bây giờ nói mà mò kim đáy biển ấy, nhưng mà sao nếu chúng ta cố công nỗ lực thì chúng ta cũng sẽ nhặt được cái kim, mặc dù cái biển nó rộng bao la, nhưng mà mình cứ từ từ mình khoanh vùng, hết vùng này tới vùng khác thì cũng sẽ đạt được Còn bây giờ thí dụ cái vấn đề mà mình ra mình làm công chuyện vậy, bây giờ cái anh nông dân mà sáng ra bữa nay thu hoạch lúa này cái ruộng nó là rộng đến 3-4 công đất rồi, mà bây giờ một mình ảnh anh xách cái liềm ra ngồi đó nói trời đất ơi, có một mình tôi rồi, để bây giờ tôi làm sao mà tôi cắt hết cái miếng ruộng này. Nhưng mà thôi kệ nó, bây giờ một đoạn này nè chừng mấy thước vuông nè, bây giờ tôi làm trong vòng một tiếng hồ đấy được mấy thước vuông là kế. Thì mặc dù là 3-4 công đất đó ảnh làm trong một ngày thì nó không xong, nhưng mà từ từ rồi cũng cắt hết được cái miếng ruộng đó. Chứ còn bây giờ mình ra mình xách cái liềm ra mình ngồi trên bờ ruộng nó trời đất ơi, cái liềm của tôi nhỏ xíu mà cái ruộng thì nó 3-4 công đất, vậy sao biết cắt tới chừng nào ấy, rồi ngồi đó mà
mà rầu mà khóc mà than gian kể lể thì cũng không thành. Còn bây giờ mình biết, mình ráng mình nỗ lực mình làm thì nó sẽ đạt được ha. À, thì cái tái sanh là làm người nó khó, à, không phải là dễ, nhưng mà nó không phải quá khó với cái người có sự cố gắng nỗ lực. À, nó khó với cái người mà dễ vui, à, thì nó sẽ khó. Còn nếu mà chúng ta có sự cố gắng nỗ lực thì cũng sẽ đạt được, à, không? Thì quý vị thấy rằng cái thực hành giáo pháp cũng vậy, à, nó khó đó. Nhưng mà tại sao? Tại sao có những người đạt đến thánh hữu học, có người đạt đến thánh lậu tận? Đó. Thì tùy theo mỗi người thôi. À, nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực thì cũng sẽ đạt được, phải không? Bây giờ quý vị thấy mà ra được bác sĩ, à, tiến sĩ thì rất khó, à. À, khó lắm mà, chứ không phải vừa. Nhưng mà trong thế gian này thiếu gì những cái ông bác sĩ, những cái gì mà tiến sĩ, à, những cái nhà bác học, à. Tại vì sao? Tại vì người ta có sự nỗ lực, à, từng chút, từng chút, từng chút cũng học, trời ơi, trầy nghi chốc giải, ngồi cũng thiếu điều muốn mòn đít chai đít, à, hết trường này qua trường khác, từ trường trường cấp 1 qua trường cấp 2, trường cấp 2 lên trường cấp 3, cấp 3 vô đại học, à, đại học rồi lên cao học đó. Nhưng mà cứ cố gắng nỗ lực kiên trì thì người ta cũng sẽ đạt được, à. Có trường hợp những người 90 tuổi, à, hôm hôm thì thấy một cái ông người Nhật, ông 90 tuổi rồi mà ông còn thi vô một cái trường đại học để ông học nữa, hả? Thấy không? Thì những cái người này họ sẽ đạt được cái điều mà họ mong muốn. Còn bây giờ nói thôi, trời ơi, tôi bây giờ 60-70 tuổi rồi, gần chết rồi, học chi nữa, à. Thành ra đó, à, có những vị ta nói rằng chúng ta không phải chỉ học cho kiếp hiện tại mà chúng ta học cho những kiếp tương lai, à. Những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết của chúng ta không phải là khi mà chúng ta đi đến những cái kiếp sống tương lai, những cái này nó bỏ lại. Chúng ta chỉ bỏ lại tài sản thế gian, bỏ lại cái thân ngũ quẩn này. Còn những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, à, những cái nghiệp báo thiện hoặc bất thiện, nó cũng sẽ theo chúng ta. Đồng ý. Có những chúng sanh, à, do họ vô minh, họ phiền não mà họ tạo những cái nghiệp xấu, họ rơi vô những cảnh giới, họ rơi vô cảnh khổ trong một cái thời gian lâu dài, thì những cái kiến thức, những cái này á, nó bị giảm thiểu, à. Nhưng mà sao, thời gian nó cũng sẽ nhanh chóng phục hồi lại, à. Quý vị thấy không? Đó, ngài Mục Kiền Liên vì vô minh phiền não, ngài đó có chí nguyện đó, ngài đó tạo trữ phước báo Ba La Mật rất là lâu đó. Nhưng mà sao, ngài cũng bị rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà khi mà cái duyên nó đến, ngài vẫn đạt đến thánh đạo lậu tận và trở thành bậc đại thần thông, à, đại đệ tử đứng đầu về thần thông của Đức Phật, đúng không? Rồi ngài Xá Lợi Phất, à, có một thời gian dài ngài bị sanh làm súc sanh, làm con khỉ, à. Cho nên những cái tiềm miên này đó, à, nó cũng còn theo đi tới dũng nước, thay vì thôi từ 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 bước qua, lội qua, không đứng bên này săn y nhảy cái phóc qua bên kia,
thì có những cái nó cũng là cái chướng ngại, nhưng mà những cái này nó không đáng kể, à chúng ta có thể vượt qua được, à nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực, và khi mà có người khơi gợi, à những cái nhân duyên nó sẽ bừng sáng. À còn cái vấn đề mà mỗi chúng sanh thì do cái tiềm miên mà nó ngủ ngầm, à nhiều đời nhiều kiếp, thì những cái kinh nghiệm, những cái trí tuệ nó cũng có. Nhưng mà thí dụ như bây giờ trường hợp nè, quý vị học thuần thục một cái môn học nào đó, đơn giản như bây giờ mình học mấy cái bảng tính mà tính nhân đi, ta gọi là bảng cũng chương đó, mình học rành rẽ thuần thục đến độ mà coi như là hỏi cái nào là trả lời được cái đó, thấy không? Nhưng mà mình bỏ một thời gian 5 năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà có ai hỏi mình á, thì mình không có nhớ liền như hồi đó. Nhưng mà chừng một phút sau mình cũng nhớ ra, mình cũng trả lời được, thấy không? Thành ra đó, cái đừng có lo là cái này nó bị mất, mà nó chỉ chậm hơn một chút thôi. À nó chậm hơn một chút, cho nên á là quý vị cũng thấy là có những người mà có bằng lợi căn, những người độn căn, thì cái sao những chúng sanh mà lợi căn á là họ có duyên lành, cái trí tuệ họ dung bồi, nó nhạy bén. Còn cái người mà lợi độn căn á thì sao, nó cũng có chút xíu những cái chướng duyên, nhưng mà sao, à rồi nó cũng hiểu ra, thấy không? À thành ra ta nói sao, à ngu dai dốt bệnh, thông minh đột xuất hả. Thành ra có những chúng sanh tại vì dễ vui, không chịu học, à không chịu ấy, rồi cái đổ thừa, à ôi trời ơi tôi dở lắm, tôi học hoài học không có vô, à đó. Rồi làm sao mà có sự tiến bộ? Còn bây giờ mình biết cái đó, người ta học, người ta là cái loại mà thông minh trí tuệ, người ta học một tiếng hồ thuộc, tôi bây giờ tôi dở, tôi chấp nhận, à nhưng mà tôi phải cố gắng nỗ lực. Bây giờ người ta học một tiếng hồ người ta thuộc, tôi học một ngày, hai ngày, ba ngày, chậm lắm là một tuần lễ tôi cũng phải thuộc à. À nếu mà mình có sự kiên quyết như vậy thì mình cũng thuộc được, đúng không? Còn mình tự ti mặc cảm rồi mình nói ôi thôi mình chấp nhận cái số phận của mình đi, bây giờ mình chịu dốt đi. Thành ra đó, tự mình đánh mất cái kinh nghiệm, cái thời cơ để mà chúng ta dung bồi trí tuệ. À, thành ra đó chúng ta phải hiểu biết, cũng có những cái chướng nghiệp nó gây cản trở, nhưng mà không phải là nó có thể ngăn trở cái kinh nghiệm, cái trí tuệ của chúng ta phát triển được. Thì những cái người mà thuận duyên thì nó mau chút, còn cái người mà kém duyên, chướng ngại nó hơi nhiều thì nó hơi chậm chút thôi, rồi từ từ người ta có tốc độ. Người ta luyện tập nhiều, người ta chạy 100 thước trong vòng có mấy giây thôi. Tôi sức khỏe kém, ốm đau bệnh tật, nhưng mà tôi cố gắng nỗ lực, thì người ta chạy có mấy giây người ta tới. Tôi chạy chừng vài 3 phút, 5 phút, 10 phút, thậm chí một tiếng hồ tôi cũng tới đích. Vậy đó, thì mình cố gắng nỗ lực thì mình cũng sẽ đạt được cái điều mình mong muốn và đạt đến cái đích mà mình đã hướng tới. Chúc chú Trần Sự Nam nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo được nhiều kinh nghiệm quý báu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ sa thú, sa thú. Con thấy Vinh Giang Nhật Hà đã sa thú. Dạ chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng giải câu hỏi của Vinh Giang Nhật Hà. Dạ cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hoàng Thanh có nghe mà Thượng Tọa Pháp Thanh nói không Hoàng Thanh? Bởi đừng có lo nghe Hoàng Thanh. Khi mà mình vào mình học Bali đừng có lo. Cũng đừng có lo là mình học sai. Không ai mà mới đầu học Bali mà không sai đâu. Hoàng Thanh đừng có sợ. Nhật Quỳnh đưa cái điển hình của Nhật Quỳnh cho Hoàng Thanh nghe. Để Hoàng Thanh không có phải sợ nha. Dạ, đừng sợ. Nhật Quỳnh hả? Vào cầm mít hả? Không biết làm sao cầm mít luôn. Dạ, đâu biết sao cầm mít đó. Buổi chiều đi lang thang gặp được cái room Phật giáo Nam Truyền này mừng dữ lắm. Dạ, mừng dữ lắm. Cái chui vô, nghe cái chữ Phật giáo Nam Truyền là mừng rồi. Chui vô, ngồi nghe. Trời ơi, nghe một thời gian cũng rất là lâu luôn. Mà đâu có biết gõ chữ đâu, không có biết gõ chữ, cũng không biết đưa tay. Nguyên Trang nó sẽ cười Nhật Quỳnh nè, nhưng kệ, cho cười luôn. Nha, cho đạo tràng có một một chút vui vẻ. Dạ, thì cái trong cái đem mấy cái cuốn sổ ra ngồi rình. Dạ, ngồi rình coi quý vị phân tích làm sao. Nghe ngài dạy lúc đó, ngài dạy một tuần lễ là hết 6 ngày luôn đó. Dạ, cái nhà nghe ngài dạy rồi ai lên phân tích trường âm động âm rồi trường âm nhấn ngày trường âm thông thường cứ vậy là ghi vô sổ chép vô xong rồi ghi ở giấy đích, ghi giấy đích đó. Thành Hoàng cũng vậy nhưng mà Thành Hoàng Nhật Quỳnh thấy học cũng giỏi lắm đó, học giỏi hơn Nhật Quỳnh đó. Rồi ghi giấy đích cứ vậy một thời gian cái ngài thấy chui vô rùm lâu quá không nhúc nhích cục kịch gì hết. Ngài kêu quá chừng luôn, dũa cho một trận. Tại sao mà vô trong này ngồi hoài không không nhúc nhích, không cục kịch gì hết. Trời ơi, thật sự nha quý vị. Bây giờ Nhật Quỳnh thấy quý vị rất là giỏi luôn. Nhật Quỳnh ha, phải điện thoại về Việt Nam. Nhưng mà Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Giang với Càng cũng hay lắm. Dạ, điện thoại về Việt Nam nhờ chỉ giùm coi cầm mít làm sao. Rồi cái chỉ cầm mít mà quên hỏi làm sao bỏ mít xuống. Rồi Nhật Quỳnh cầm mít rồi không biết đường bỏ mít xuống quý vị. Bởi bây giờ mà Nhật Quỳnh thấy vậy nào mà không bỏ mít xuống, Nhật Quỳnh bỏ giùm cho. Tại vì sao? Mình đã qua rồi, đời xong rồi, cái cuối cùng rồi cũng bỏ mít xuống được. Bỏ mít xuống được xong phải về điện thoại về Việt Nam nữa, hỏi bây giờ bỏ mít làm sao. Rồi chỉ vậy mới biết đường bỏ mít. Rồi quý vị biết không, bây giờ là ở trên bao thoát hoặc trên điện thoại nó có nãy như mình nói xong rồi, nếu mà có thời gian thì Quynh Giang Nhật Hà sẽ chỉ cho Hồng Mai cầm mít nha. Cái xong rồi biết không, dạ con quên đó, con cung thỉnh sư dùng nước chút xíu mà sư, đây con cầm mít để sư nghỉ ngơi ạ. Cái xong cái đâu có dám lên cầm mic mà đọc. Bởi ngày hôm qua đó cô Phúc Hạnh cầm mic á, xong cái xong đó cái cô nhắn cho Nhật Quỳnh, cô run đến nỗi mà mắt hết cái đường luôn. Nên Nhật Quỳnh á, Nhật Quỳnh cũng rất là thông cảm với cô. Dạ, Nhật Quỳnh biết con cầm mic lần đầu tiên là run dữ lắm, không biết nhiều gì dùng điện thoại này chia giỏi thì không sao chứ bản thân Nhật Quỳnh nói vậy. Cái xong cái để Nhật Quỳnh kể một câu chuyện xíu nữa cho quý vị nghe, nó vui lắm. Cái bạch nè, bạch Thượng Thọ Pháp Thanh, cái con nói ba rung pháp cứu, con nói trời ơi con cầm bích con run quá. Mà cái ngày đó Thượng Thọ Pháp Đăng giảng, chế Thượng Thọ Pháp Đăng nói cái bây giờ con nhớ tới bây giờ luôn á, bạch Thượng Thọ. Cái thằng Thọ Pháp Thanh nói con đừng lo, sư hồi sư mới cầm mít sư cũng rung vậy đó, nhưng mà bây giờ mà sư muốn tìm cái cảm giác rung nữa không còn nữa, cô đừng lo. Nên Nhật Quỳnh kể cho quý vị nghe để chi, để cho quý vị đừng có sợ nha, đừng có sợ là mình lên mình đọc Bali sai, đừng có sợ là
người ta cười, không ai dở bằng Nhật Quỳnh đâu, mà Nhật Quỳnh cho Nhật Quỳnh biết tiếng Bali này là rất là lợi ích cho mình. Có thể mình chết mình đem theo được tiếng Bali này, nên Nhật Quỳnh cố hết công để học nha, cố hết công để học. Như thường tọa Pháp Thanh đã nói vậy đó, là mình biết cái gì lợi ích cho mình. Thậm chí Nhật Quỳnh dám bỏ không học tiếng Anh để học Bali. Tại vì Nhật Quỳnh nghĩ, lúc Nhật Quỳnh mới qua nghĩ bây giờ không biết mình còn có sống được 5 năm khi thi quốc tịch không, mà giờ giữa hai tiếng Bali và tiếng Anh nên học cái nào. Suy tư suy đợi, tính tới tính lui, rồi nhất định không học tiếng Anh, học chút chút thôi. Dạ, học Bali. Rồi có người hỏi Nhật Quỳnh vậy chứ, rồi học Bali thi quốc tịch đậu không? Đậu một cái bụp liền, một lần một thôi là đậu luôn quý vị. Nên là không sao hết, nghĩ do mình có cái phước, mình nghĩ cái tiếng này là tiếng của Đức Phật, nên mình cố công mình học để quả quăng. Mình lỡ bỏ thân mạng này, mình còn được một chút xíu mình đem theo. Còn mình học tiếng Anh á, nếu mà còn trẻ như Nguyên Trang đâu này kia, khi vào nước Mỹ thì phải học tiếng Anh để tiếp xúc, để giao thiệp, để này kia. Còn Nhật Quỳnh thì già rồi, học đem theo được không? Lỡ chưa có thi quốc tịch thì đã chết mất tiêu rồi. Nên là nên quyết định học Bali. Nên là Nhật Quỳnh, tại vì Nhật Quỳnh nghe đó, Văn Thanh nó sợ quá, ở trong room này ai cũng đọc giỏi hết, rồi Quang Thanh lên rồi sợ người ta cười. Không có ai cười đâu, không ai dám cười. Cười hết cố nam mô Bụt Thà. Dạ, dạ con thấy sư cảm mít mệt quá, nên con xin phép để con nói đôi điều dạ với quý vị mới vào, để khuyến tấn mấy vị này cố học lên. Và cũng đừng có sợ là mình cầm mít lên đọc sai rồi ngày rầy rồi ngày động đầu đàn tràng mà cười mình. Đừng lo, không lo chuyện đó. Dạ, Nhật Quỳnh khuyên Quang Thanh không lo, cũng như Hồng Mai đừng lo. Nó lo cái chuyện mà ngày rầy, ngày mà càng rầy mình là mình càng mau tiến bộ, còn mà ngày mà không rầy mình là mình chết chắc luôn. Dạ, mình chết chắc luôn. Tại vì Nhật Quỳnh thật sự kinh nghiệm của Nhật Quỳnh thấy có những vị mà ngày rầy mà tự ái rồi, ngày đâu rầy đâu, đọc sai mãi mãi, đọc sai mãi mãi, nhưng mà đâu có biết mình sai, tưởng đâu là mình đọc giỏi lắm, nhưng mà thật sự mình đọc sai. Nhưng mà ngày không có rầy, đừng tưởng ngày không rầy là mình đọc giỏi, không có đâu. Tiếng Bali đâu phải là tiếng dễ đâu quý vị, nói thì nói chứ cũng là tiếng của Đức Phật mà. Mà không phải theo như Nhật Quỳnh nghe quý sư giảng thì đâu phải một đời này đâu. Đời quá khứ và đời tương lai của Đức Phật tương lai thì cũng dùng tiếng Bali này thôi. Nên mình ráng cố học đi quý vị. Nhật Quỳnh rất là hoan hỷ. Mà thường tỏ Pháp Thanh lúc mà con học ở chùa Bổ Đức, trời ơi con khổ lắm á, con rất là khổ luôn. Quý vị này mà nghe con học mà không chạy làng nữa thôi. Vậy mà con không ai dám, mà không ai dám sám hối với vị sư đó. Con hả, quỳ xuống sám hối với vị sư người vậy mà sư cũng không tha thứ nữa, sư không thèm dạy luôn. Đúng rồi, được sửa mới nhớ ra. Nên Nhật Quỳnh bản thân á, Nhật Quỳnh nói thật chí là Quỳnh Quang Trang Nhật Hà nha, đến giờ này Nhật Quỳnh chưa chắc mình đã đọc đúng đâu, thật sự luôn. Tại vì á, khi mình biết phân tích trường âm động âm gì đó, nhưng mà khi mà mình cầm mít hoặc mình tụng kinh, Nhật Quỳnh vẫn bị sai hoài, thật sự luôn. Nhật Quỳnh nói thật luôn, quý vị đừng tưởng Nhật Quỳnh hay, không có hay đâu, mà không phải nói để mà mình lấy không, nhưng mà thật sự nó lâu lâu cái nghe lâu lâu cái ngày chỉnh một cái, trời ơi muốn rớt nước mắt luôn. Để mấy năm vậy đó mới chỉnh, đọc vậy đó, ngày vậy chứ đọc lắm, nó lén ngày á, để mai thế nào cũng bị dỗ thôi. Nhưng mà không sao, chuyện nhỏ, ăn cháo lương là bình thường, bình thường. Miền Trang cười. Dạ, nó mô Bích Tha. Dạ, 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 con xin phép thường tọa Pháp Thanh. Nếu không còn gì nào hỏi nữa. Dạ, con không sợ là cô Nhật Bình, đúng rồi, đừng sợ.
mình bị rầy là mình mau mau giỏi đừng lo. Dạ nam mô Bụt Thầy, dạ con xin phép thỉnh tọa pháp thành á, tại vì con thấy sư cũng giảng lâu rồi, con cũng có câu hỏi, nhưng mà con thấy để trong thời gian này cho huynh Giang Nhật Hà chỉ cho xích gì quên rồi, tên mới quá quên mất tiêu rồi, Hồng Mai, tỉnh Hồng Mai, để dạy cầm mic nha, bạch sư, sư dùng nước chút xíu bạch sư. Dạ rồi giờ mời huynh Giang Nhật Hà, tại vì Nhật Quỳnh biết là giờ Giang Nhật Hà có thể cầm mic được, nên mời mời huynh nha, huynh có thể chỉ cho Hồng Mai rồi Nguyên Trang nữa nha, biết đâu hai người người nào có duyên thì chỉ cho Hồng Mai cầm mic được dễ dàng hơn. Rồi kính mời đạo tràng. Dạ con tri ân sư. Alo, dạ thì cầm mic thì hình như là tuần rồi có thấy là cô Hồng Mai đó là có cầm được cái mic rồi, nhưng mà nó chỉ là giơ tay thôi. Mình khi mà mình nhấn vô cái mic á thì là đạo tràng sẽ nhìn thấy là mình giơ tay lên, rồi mình giống như là xếp hàng để đợi tới phiên mình vậy đó. Thì khi đó đó nó có hiện lên một cái thanh màu xanh lá cây là thường trên phone, mà nghĩ là trên trên tablet đó, thì chắc là cũng vậy, nó sẽ hiện lên là giống như là nhấn vào và nói, giữ và nói gì đó. Thì là thì khi đó đó mình cứ bấm vô cái thanh màu xanh đó là tới phiên mình. Trước đó là mình không có bấm được, tại vì có một người đang nói đó thì cái thanh đó nó không có hiện lên cái màu màu xanh. Thì là khi mà người ta mà bỏ mic xuống á thì là cái thanh nó hiện lên màu xanh á, thì mình nhấn vô đó xong rồi mình đẩy nhẹ lên á thì nó khóa luôn cái mic lại, là mình khỏi bị rớt. Thì mình có thể mình nói chuyện thẳng với đạo tràng. Lúc đó mình nhìn thấy trên màn hình mà có những số 1 hay là có quý vị là ghi là nghe rõ đó thì cô có thể nói chuyện với đạo tràng trực tiếp luôn. Còn nếu mà cô thấy những số 0 thì có thể bấm vô cái đó, cái chữ đó và giữ lại, đẩy lên lại để khóa cái mic lại. Rồi khi mà cô nói xong rồi á thì cái lúc mà cô khóa đó, cái màu xanh đó thì cái nó hiện thành màu đỏ. Đó thì khi mà cô nói xong rồi, cô có thể bấm vô cái màu đỏ là stop talking, là ngừng nói á, thì cô bấm vô cái đó một lần nữa để trả mic lại cho đạo tràng. Thì có thể cô sẽ thử một vài lần á, thì sẽ biết. Với lại có một số người mà mới đó thì cứ nên cầm. Tại vì bản thân của con á, hồi xưa con cũng rất là sợ, con hay vô con nghe nhưng mà con cũng không có biết cái cách cầm. Rồi có một lần con nghe kêu tên con thì con cũng cầm lên đó, nhưng mà phải giữ cái đó, rồi sau này con mới biết là giữ vô rồi mình đẩy lên thì mình khóa lại thì cái mic nó an toàn hơn. Chứ nếu không mình nói mà đạo tràng không có nghe đó thì ráng tập và thử á, thì một khi mà mình lên được á thì mình tập một vài lần á sẽ có tự tin hơn và học rất là dễ. Mà con thấy cái room á thì con cảm thấy rất là có lợi, tại vì con bản thân thì mình thấy mấy người mới á mà lên học được á thì rất là mau tiến bộ. Tại mình để ý, mình giống như cô Nhật Quỳnh tả hồi nãy đó, thì mọi người cũng sẽ tập trung ghi xuống thì trong một thời gian là sẽ có tiến bộ, cho nên nên tham gia. Dạ con mời, nếu mà có thời gian thì mời cô có thể bấm thử thử coi có cầm mic được hay không. Dạ con xin xuống mic ạ. Yeah, có nghe được không vậy ạ? Yeah, xin cảm ơn ạ. Sadhu.
Dạ sao không may cầm mic nói được có chút xíu rồi thả xuống rồi. Bây giờ thử lại đi, chào đạo tràng đi. Hồng Mai có nghe được không? Alo, alo, Hồng Mai có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Nếu được thì cầm mic trở lại chào đạo tràng chút xíu đi. Cảm ơn Quỳnh Giang Nhất Hà đi. Dạ, mời nha, rồi, xa thủ. Dạ, xin kính chào đạo tràng. Đạo tràng có nghe được không ạ? À? Dạ, sa thú Giang Nhật Hà nha. Hôm nay cầm được mic rất là hoan hỷ. Dạ, xin kính tri ân sư trí đức, sư pháp thanh, sư nhật, bạn thì Kim Nhung. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn các quý vị đã hộ ạ. À. Mình tên là, tên pháp danh của mình là Metta, và tên ngoài là Hồng Mai ạ. À. Dạ, em xin ngừng mic nha chị, nhường cho người khác nha chị, Sis Quỳnh. Quá giỏi, thành công rồi. Rồi Quang Thanh sao? Quang Thanh ơi, Quang Thanh có thử mic không? Quang Thanh đâu mất tiêu rồi. Quang Thanh ơi, thử mít không? Dạ, con tri ơn ngài. Đó, ngài khen kìa, ngài đưa số 1, ngài nhất chân chỉ kìa Hồng Mai. Dạ, cả luôn Huynh Huynh Giang Nhật Hà nữa. Rồi, thử mít phải không? Không có, cái pháp danh thì Metta, nhưng nick là Trần Thị Hồng Mai. Nhưng mà tha cho Nhật Quỳnh nha. Tha lỗi Nhật Quỳnh nha, Nhật Quỳnh chỉ gọi Hồng Mai thôi. Nha, Nhật Quỳnh không có gọi hết bốn tên đâu nha. Nhật Quỳnh làm biến á. Dạ. Làm biến cũng như Kim Nhung vậy, Nhật Quỳnh gọi Kim Nhung à. Không gọi hết. Dạ. Rồi bây giờ thử nha. Ngày bây giờ cái gì? Quang Thanh đó, Quang Thanh đã nghe Quỳnh Giang Nhật Hà rồi phải không? Thì Quang Thanh có thể cầm mic thử coi nha. Nếu mà có gì thì có Quỳnh Dân Nhật Hà giúp tiếp. Rồi mời mời Quang Thanh nha. Dạ, đạo tràng nghe thấy có nói không ạ? Xem nào. Dạ, đạo tràng nghe Quang Thanh nói rõ mà sao lại không giữ mic được hay sao, hoặc là không thấy tín hiệu của đạo tràng sao Quang Thanh? Dạ, ngài cũng cho tín hiệu luôn nữa mà, nên là Quang Thanh là có thể cầm mic trở lại không, cầm mic trở lại để nói, để tri ân quý ngài cũng như là cảm ơn Huynh Giang Nhật Hà được không? Dạ, mời Quang Thanh cầm mic trở lại nha. Alo, Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Mến chào phố biển Quy Nhơn, có phố biển Quy Nhơn vào ủng hộ kìa. Alo, Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quang Thanh có cần Quỳnh Giang Nhật Hà chỉ thêm không? Có cần Quỳnh Giang Nhật Hà chỉ thêm cầm mic không? Hay là phố biển Quy Nhơn? Phố biển Quy Nhơn ơi, coi như là Quỳnh Giang Nhật Hà chỉ trong đạo tràng thì Quang Thanh lên cầm mic mà không có thấy được cái màn hình là cho biết. Dạ, mời Quỳnh Giang Nhật Hà tiếp tục nha.
Alo, dạ. Dạ nghe rõ chưa ạ? Dạ, dạ cô Quang Thanh ơi, thường á thì cô không có cần cái mic đâu, cô cứ bấm vô cái hình cái mic á thì ai đang cầm mic cũng được, thì nó sẽ hiện lên là cô đang giơ tay, cô đang đợi. Đó thì giống như lúc đầu cô làm là được á, khi mà mọi người cầm mic á thì cô vẫn trên cái phone cô vẫn bấm vô hình cái mic để cho là người ta thấy tín hiệu là cô giơ tay lên. Mà khi mà cái mic á, mà mọi người trả lại á, thì cái phone cô nó sẽ sáng lên cái hình cái màu xanh đó, thì giống như lúc đầu đó cô nhấn vô và cô đẩy lên thì mọi người sẽ nghe tiếng cô nói chuyện. Và khi mà cô nói xong á thì cô mới bấm vô cái thanh màu đỏ đó trở lại để trả mic lại cho đạo tràng thôi. Thì hồi nãy là cô làm đúng rồi đó, thì cô cứ thử lại, không có cần mic, lúc nào mà cô muốn nói á, thì cô cứ bấm vô cái mic để cô xếp hàng. Với lại còn một lần, một cái nữa, hình như con thấy dạo này á, ở phía dưới nó có cái hình trái tim đó. Thì nếu mà mọi người trên cái phone mà có cái hình trái tim đó nên nhấn vô cái đó. Cái hình từ cái hình mà trái tim nó màu, nó cái vòng trái tim mà nó trở thành một cái trái tim hình đậm á. Thì nó sẽ nhắc cho mình á, thường là cái giờ mà cái room này mà mở đó, thì mình nhớ để mình đi vô. Thì là sẽ không bao giờ mà mất bài hay là mất lớp. Dạ, con mời cô thử lại ha. Nam mô Bụt Tha Đà, Nam mô Nam Na Đà, Nam mô Sang Ca Đà, có nghe được không ạ? Nghe được có một câu, nghe được không rồi, chạy mất tiêu rồi. Cô Biển Nguyên Nhân. Alo, cô Biển Nguyên Nhân đâu rồi? Rồi, dạ, đưa bàn tay lên. Chỉ cho Quang Thanh coi. Nãy giờ là Huynh đã chỉ hai lần rồi. Mà Quang Thanh không có nhìn thấy màn hình. À, không có nhìn thấy màn hình là ở. Rồi, chạy ra rồi, cô Biển cầm mic nha. À, Quang Thanh vô rồi, Phó Biển chỉ cho Quy Nhơn để làm sao mà nhìn thấy được cái màn hình là có người nói, có người nghe, mà cho đạo tràng cho tín hiệu mà Quang Thanh không có thấy. Mời Phó Biển nha. Dạ. Dạ, dạ đạo tràng nghe rõ không ạ? Chị Hậu ơi, hoặc là cô Hồng Mai, thì giống như Vinh Văn Nhật Hạ chị đó, bấm vô cái mic thì không không ở phía trên á, khi mà nó chưa có hiện màu, màu cái dưới cái thanh màu xanh á, là cái chỗ mà cái chữ mà tham gia đi giữ để trò chuyện, còn cái thanh trên mà mình giơ tay á là cái mic mà nó có dấu cộng á là nó báo là tham gia chờ, còn ở cái thanh mà thanh dưới á thì ví dụ nếu mà mình giơ tay thì mình bấm vô tham gia chờ, rồi tới lượt mình á thì mình nhấn vô cái thanh mà giữ để trò chuyện thì mình nhấn vô là mình chỉ trượt lên là được, chứ mình nhấn vô mình không trượt lên ấy thì nó không có giữ được. Rồi khi mà lên nhìn lên cái màn hình đó thì thấy mình nói mọi người gõ lên số 1 là nghe được rồi. Mà có lúc đó thì nó hiện lên cái mic đó thì nó lại thu nhỏ cái màn hình trở lại. Thì chỉ cần ấn vô cái màn hình thì nó để mà bấm nhẹ vô trên cái màn hình của mình thì nó lại quay về như cũ để mà mình cái màn hình nó rộng lên thôi. Chị Hậu hoặc là cô Hoàng Mai thử xem nha. Rồi xong rồi thì bấm dừng trò chuyện thì mình là cái thanh đỏ mà bên Gia Nhật Hạ nói thì mình trả mic lại cho đạo tràng.
Được chưa ạ? Đạo tràng có nghe thấy không ạ? Đạo tràng có nghe thấy? Dạ rõ. Và con kính đảnh lễ sư Ngài Trí Đức, và con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, và con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, và con kính đảnh lễ đạo tràng. Con xin giới thiệu, con là Quang Thanh, con cũng mới vào để nghe trong Zoom Phật giáo Nam truyền, được sự giới thiệu của cô tu nữ Phước Hạnh và phố biển Quy Nhơn. Con kính tri ân Ngài Trí Đức và nhất đến là sư phụ Pháp Trang và sư Pháp Thanh ạ. Là có nghe được không ạ? À? Được rồi. Dạ, nghe rõ, tốt lắm Quang Thanh ơi. Dạ, Nhật Quỳnh xin cảm ơn Quỳnh Giang Nhất Hà và bà phố biển Quy Nhơn, và nhất là con thành kính thay mặt đạo tràng thành kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Dạ, ngày giờ này là giờ của sư mà chúng con đã lạm dụng. Dạ, lạm dụng, nhưng mà con nghĩ chắc là sư rất là hoan hỷ, tại vì bản thân con thì con muốn sư được nghỉ ngơi, cái thứ hai thì con cũng muốn đạo tràng cầm mít được. Nên con một lần nữa xin thay mặt của quý vị mới học thành kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Và bây giờ thì đồng hồ con còn có 5 phút, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh đúc kết bài học ngày hôm nay ạ. Nhà sư có trở lại máy chưa bạch sư? Nhà sư trở lại máy, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Ngài Giá. Dạ thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống chúng ta học rất là nhiều thứ. Nếu mà chúng ta mà không chịu học thì chúng ta sẽ bị dốt hay là bị mù. Mình thí dụ như người ta nói mù chữ là cái người không biết chữ. Nếu mà ta không biết về vi tính, internet, computer thì bị mù về computer. Nếu mình không học Bali thì mình mù về Bali. Mình không học Pháp thì mình mù về Pháp. Đó. Thành ra ở trong đời sống chúng ta học rất là nhiều. Học ở trong trường học, rồi học ở trong cái nghề nghiệp của mình, học ở trong gia đình, học ở ngoài xã hội, tất cả đều dạy cho chúng ta những cái bài học rất là bổ ích. Thành ra hồi mà sư còn nhỏ thì lúc đó học Pháp Văn đó, ở trong tiếng Pháp nó có một cái câu thành ngữ rất là hay. Trí tuệ là chìa khóa mở được tất cả các cửa. Thì nếu mà quý vị học những cái điều mà thiện thì nó sẽ đem đến những cái điều tốt đẹp lợi ích. Quý vị có những cái kiến thức thì quý vị sẽ giải quyết được mọi vấn đề nó xảy ra. Còn nếu mà mình không có kiến thức thì chịu, giống như mình có cái chìa khóa thì mình sẽ mở được các cửa. Mà cái chìa khóa tức là cái trí tuệ, cái kinh nghiệm đời sống của mình mà càng nhiều thì nó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều là lợi ích, mà nhất là cái hiểu biết về Phật Pháp thì rất là cao quý. Thành ra đó,
quý vị chỉ giúp dùm cho Quan Thanh để mà hiểu biết được, để chi? Để có điều kiện mai mốt học rồi có thể là lên đọc, lên phát biểu nào được, để mới có sự tiến bộ. Thì cái đó là cũng một cái vấn đề mà đáng để mà chúng ta học hỏi. À, và bây giờ thì cũng sắp đến giờ, nếu được thì xin cung thỉnh Ngài Trí Đức có thể hôm nay Ngài phúc chúc cho đạo tràng. Dạ, thì tôi cũng xin kính chúc Ngài nhiều sức khỏe. Trong 3 tháng an cư mùa mưa thì cầu mong Ngài cũng an ổn, tu tập nhiều tiến bộ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, bây giờ nếu xin mời cô Nhật sám hối. Và nếu được thì xin cung thỉnh Ngài phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang. Kính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo và cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh rất là nhiều. Ngài cho chúng con những câu pháp để chúng con tự tu tập và chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Và sư có lời chúc phúc cho chúng con. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uttamang ghe na vạn đề hăng ba đà phẳng sông và ruột tam ăn buộc thể vô khả lý tổ đô sơ buộc thô khả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na vạn đề hăng thẩm anh cha đều vì thăng và răng thẩm mê vô khả lý tổ đô sâu thẩm mô khả mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na vạn đề hăng sanh khanh cha đức vi thoát tam ăn sanh khê vô khả lý tô đổ sâu sanh khô khăm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là hành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Dạ, theo như lời của thượng tọa Pháp Thanh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đủ phước báo ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Ngài Trí Đức ạ. Dạ, con kính bạch thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, Ngài không có cho con một tín hiệu nên con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Con kính dâng mít đến sư ạ. Xin thay mặt tăng để phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhuta nu phawe na sara so thi phawantu te phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba thamma nu phawe na sara so thi phawantu te phawatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nu phawe na sara so thi phawantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường định người. Cầu
cầu xin cho các thiện tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Sa thu lành thai dạ đề quá ta san ti vi ha ra qua si ni tu bề kha rê bờ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pa quan tu vô chi ta sa thình ca rơn tê tha vi ha ra man đà lệ thê ra cha mặt cha na qua tha na qua ca cha phít ca vơ sa ra mi ca đa Na bát tê u ba sa ca ga ma cha đệ sa ni ga ma cha e sa ra sa ba na phu ta su khi ta pha hoàn tự tê cha ra bu cha ye bi cha an da sam pha hoa san se da cha ta a tha vô pa ba ti ca nếu ya ni căng thẩm ma qua răng bát tích cha tê sa bê bi đu kha sa kha run tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng thẩm mơ thẩm ma tha ra cha phúc ca ra Sang go ho tu sa mak go wa at tha ya cha he ta ya cha am he ra ka tu sa tham mo sa be vi tham ma cha ri no vượt thành sam ba bữa nay ya ma tham ma đi dập ma quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự yên hằng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay những nơi biệt thật nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dâng rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn nào phước hằng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thi chủ đồng phù trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh buông lõi không lường nọn thai thâm hóa khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ truyền quanh đỏ đài cầu cho hưng thạnh lâu dài pháp thiện tri thức các ngày mở mang bậc tu sinh được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quà lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tân hóa trong pháp Phật rồi giao truyền. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh Thất, Thiện Hữu, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư trong đức, pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nibbanas sabbat cha yo ho tu. Ý đăng huynh nhân nibbanas sabbat cha yo ho tu. Ý đăng huynh nhân nibbanas sabbat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước chúng con đã tạo được
đến giới quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc thượng tọa pháp thanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rome Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào Rome theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ Rome có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rome Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá, con kính chúc quý ngài. Nhật Bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con xin phép được chào tạm biệt đạo tràng. Con xin được xuống mít để trong ban điều hành chúng con để vậy cái kinh, sau đó chúng con xin phép được khép cửa rừng. Nam mô Bích Tha Giá, kính chào tạm biệt đạo tràng.